Theo quy định, người dân đi xe máy qua phà cắt lái ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đoạn nối liền thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Đồng Nai phải đóng phí 4.000 đồng một xe và đóng thêm 2.000 đồng nếu chở thêm người hoặc có thùng hàng, sau đó sẽ được nhân viên phát quẹt thẻ qua phà, bảo đảm minh bạch. Tuy nhiên, trên thực tế, việc phát quẹt thẻ qua phà cắt lái đang có dấu hiệu bất thường khi nhân viên tại đây thu tiền không phát thẻ. Giữa tháng 9 năm 2022, phóng viên báo Thanh Niên trong vai người lưu thông qua phà cắt lái ghi nhận thực trạng qua phà không quẹt thẻ. Mỗi ngày có hàng chục ngàn xe máy nối đuôi nhau qua phà cắt lái. Tuy nhiên, theo điều tra của chúng tôi, chỉ khoảng một nửa trong số xe máy này là được nhân viên mặc đồ thanh niên xung phong phát quẹt thẻ. Từ phản ánh của bạn đọc về việc lực lượng thanh niên xung phong ở phà cắt lái thu tiền nhưng không phát thẻ cho khách có dấu hiệu tiêu cực, gây bức xúc, phóng viên báo Thanh Niên vào cuộc điều tra xác minh. Theo quy định, người dân đi xe máy qua phà cắt lái ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đoạn nối liền thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Đồng Nai phải đóng phí 4.000 đồng một xe và đóng thêm 2.000 đồng nếu chở thêm người hoặc có thùng hàng, sau đó sẽ được nhân viên phát quẹt thẻ qua phà, bảo đảm minh bạch. Thế nhưng, giữa tháng 9 năm 2022, phóng viên báo Thanh Niên trong vai người lưu thông qua phà cắt lái ghi nhận thực trạng qua phà không quẹt thẻ. Mỗi ngày có hàng chục ngàn xe máy nối đuôi nhau qua phà. Trong ngày, lượng xe đông nghịt, trừ thời điểm từ 19 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Tuy nhiên, theo điều tra của chúng tôi, chỉ khoảng một nửa trong số xe máy này là được nhân viên mặc đồng phục thanh niên xung phong phát quẹt thẻ. Cụ thể, một ngày trong tháng 9 năm 2022, tại trạm quẹt thẻ từ hướng tỉnh Đồng Nai đi thành phố Hồ Chí Minh, trong làn xe máy, nam nhân viên mặc đồng phục thanh niên xung phong thu tiền từng xe máy, nhưng việc phát thẻ thì chỉ ngẫu nhiên. Khi làn xe máy quá đông, người này hướng dẫn người dân chạy qua làn ô tô hoặc đi qua làn ngược chiều. Xe máy đi qua làn ô tô, làn ngược chiều thì gần như 100% đều thu tiền tươi, không có thẻ, tức là không quẹt thẻ. Lúc 10 giờ 30 phút ngày 19 tháng 9, túc trực tại hai máy quẹt thẻ qua phà cắt lái hướng từ tỉnh Đồng Nai đi thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi không thể đếm nổi số lượng xe máy qua trạm nhưng nhân viên không phát quẹt thẻ. Đơn cử ở làn xe máy, lúc 10 giờ 38 phút cùng ngày, xe máy Dream do một người đàn ông điều khiển có chở thêm một vali qua trạm. Người này đưa 10.000 đồng cho nữ nhân viên và được cô này thối lại 4.000 đồng, không phát thẻ. Ở làn ô tô và làn ngược chiều, việc thu tiền tươi xe máy diễn ra trắng trợn. Lúc 11 giờ 5 phút ngày 19 tháng 9, một người đàn ông chạy xe máy Way Alpha màu trắng chở đầy hàng phía sau đi vào làn ô tô. Qua trạm, người này đưa 6.000 đồng cho nam nhân viên gác trạm rồi chạy thẳng xuống phà. Cứ khoảng 30 phút một lần, khi chiếc sọt đỏ đã đầy ắp tiền, một phụ nữ đến mang chiếc sọt vào ngôi nhà gần đó. Ở chiều ngược lại, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh qua tỉnh Đồng Nai, việc thu tiền tươi không phát thẻ xe máy qua phà cắt lái cũng diễn ra công khai. Thậm chí, còn có một làn xe máy dành riêng cho việc thu tiền không phát thẻ. Và tất nhiên, xe máy đi vào làn ô tô, làn ngược chiều cũng như vậy. Theo người dân thường xuyên qua lại phà cắt lái, việc thu tiền nhưng không được nhân viên phát thẻ đã là chuyện quá bình thường như ăn cơm bữa. Có lúc đông quá, nó có cái đổ phụ á, là không có quẹt lấy tiền không, đổ phụ trên đây nó có ba cửa, là cửa hai có máy quẹt, còn cửa không có máy quẹt cũng vậy, có khi trả 4.000 đi, trả 6.000, nhưng mà thường đưa 10.000 là phải thối lại 4.000, phải đưa 4.000 là chạy luôn, tại vì ngày nào đưa đi học mà ngược chiều á, ngược chiều cũng có luôn, có khi là tại vì người ta thích đi ngược chiều. Thật ra đông quá, do đông quá, ví dụ như sớm hơn chảy, học sinh đi chảy là chắc chắn là nếu mà giải quyết không hết mà nó chờ chừng 15 phút nó chảy đồ nên nó qua đi học rồi, chừng 7 giờ tôi học đi mà 6 giờ rưỡi người ta chưa qua mà nó kẹt nhiều quá thì bắt buộc nó phải chạy ngược chiều thôi. Ngược chiều đó là đâu có quẹt thẻ, đâu có gì đâu, ngược chiều thì nó lụm, sáng bên này là không có thẻ, sáng bên này là thấy chữ luôn tiền không chứ có thẻ đâu, xuống đây đâu ai kiểm tra đâu, nếu mà kiểm tra chính xác nhất là chỉ có ở bên này nó có hai chốt thẻ nè, bên đây mới gắn hai chốt thẻ, nhưng mà chốt thẻ nếu mà giải quyết mà lượng khách mà không kẹt á là sẽ quẹt thẻ bình thường, còn nếu kẹt mà nó ra ngoài đồng hoài nó lấy tiền thì vô đây ai kiểm tra nổi. Chiều ngày 19 tháng 9 năm 2022, nhóm phóng viên báo Thanh Niên điều khiển xe máy hòa vào dòng người qua phà cắt lái.
Tại trạm thu phí, phóng viên Báo Thanh Niên được hướng dẫn đi qua làn giải cứu kẹt xe, đưa 20.000 đồng, 5 nhân viên thối lại 14.000 đồng và không hề đưa thẻ mà đưa tay ra hiệu cho xe đi qua. Khoảng 17 đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, số lượng xe lưu thông từ thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Đồng Nai tăng dần, hàng chục xe máy nối đuôi nhau đi vào làn giải cứu kẹt xe, đưa tiền nhưng nhân viên không phát thẻ mà ra hiệu cho qua. Lúc 17 giờ 40 phút cùng ngày, một người phụ nữ chở con đi học về bằng xe máy đã chuẩn bị tiền từ xa, chạy qua làn ô tô để đưa tiền cho nhân viên này mà không cần dừng xe lại. Cùng lúc đó, một nam thanh niên cũng đi bộ đến đưa tiền và nhanh chóng tiến về phía khu vực chờ phà. Tất cả đều chỉ đưa tiền mà không nhận thẻ. Đáng chú ý, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ về việc nhân viên phà cắt lái thu tiền nhưng không phát thẻ, phóng viên Báo Thanh Niên phản ánh và có cuộc trao đổi với lãnh đạo xí nghiệp quản lý phà Thanh Niên Xung Phong, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích Thanh Niên Xung Phong là đơn vị quản lý phà cắt lái, thì trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 9, việc thu tiền không phát thẻ đã không còn diễn ra.